xưa mẹ mẹ chỉ là mang đồ giỏi, giờ may mẹ có thể nuôi gia đình chứ không phải là giáo viên dạy vật lý để nuôi gia đình. Nếu như mà cuộc sống mà cho người ta vài vẻ từ lúc nhỏ cho đến khi mà người lớn, nên là khi mà bất kỳ một cái cảm xúc nào, bất kỳ lúc nào đó mà ai nhắc đến tên mẹ hay nói về bất kỳ một điều gì trong cuộc đời gì đó, có thể các bạn sẽ thần tượng một cái ca sĩ nào đó hay là thần tượng một ai đó, nhưng mà đối với chị cho đến hôm nay chị 31 tuổi và đã có hai đứa con gái, và cái điều mà người thần tượng đối với chị cho đến bây giờ mãi mãi là hồi nhỏ đi nữa là mẹ. Và cái điều mà nhiều lúc là mẹ lúc nào cũng yêu thương những cái học sinh cao biệt, có những người mà gần như là trường bỏ đi rồi, cô bỏ đi rồi, nhưng mà mẹ vẫn đọc cái niềm tin đó. Và trong suốt khoảng thời gian mà từ nhỏ đến lớn, lúc nào chị cũng yếu, lúc nào chị cũng không học được môn đó, mẹ cũng nói là không, mẹ tin là con làm được, con yêu thích không, yêu thích môn lý hay là môn hóa hay là gì đó, lúc nào mẹ cũng đặt niềm tin không, con dạ, tụi em có tin là tất cả những cái gì mà trong, nếu như bản thân của em mà người mà tụi em tin tưởng nhất vẫn là cha mẹ mình, và nếu như có những bí mật sâu thẳm nhất thì người bảo vệ và gìn giữ điều đó vẫn là cha mẹ mình. Và cái điều mà tụi em nên làm là chỉ rất biết là suốt khoảng thời gian là lúc nào mình sẽ nhắn tin để nói với mẹ rằng mình rất là yêu mẹ. Ngày sinh nhật chị là cái ngày mà chị lúc nào nhắn tin sẽ là yêu mẹ, và những cái ngày mà lễ này thì chị vẫn luôn nhắn tin là con rất là yêu mẹ, và lúc nào thích ôm mẹ, và lúc nào cũng thích ngủ gần mẹ. Cho đến giờ lúc này không biết là tụi em sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng mà chị rất mong là sau khóa học này thì tụi em sẽ chạy vào và mình sẽ chạy lại ôm ba những người đã sinh thành ra mình, đã cho mình được có ngày hôm nay, đã cho tụi em được.